chuyện nợ nần phải không? Có phương án giải quyết chưa? Anh nghĩ là em nên báo công an đi. Người ta sẽ có phương án. Ai làm người nấy chịu chứ. Thế còn mẹ em với cái Diệp thì sao? Tao biết là mày đang trốn ở trong công trường. Ra gặp bọn tao ngay. Tôi yêu cầu các anh đứng lại. Bỏ ra. Tôi yêu cầu các anh ra khỏi khu vực công trường. Bọn tao đi tìm con nợ. Chúng mày cản cái gì? Hả? Yêu cầu các anh ra ngoài. Con Nam cơ điện ấy, nó nợ bọn này tỷ ba, giờ chưa giả. Việc riêng của các anh, yêu cầu các anh ra ngoài chờ. Tôi sẽ yêu cầu chị Nam xuống đây để giải quyết. Vào gọi ra đây, nhanh lên. Bọn bố mày đi tìm con nợ chính đáng. Mày cản bố mày. Anh em xông lên. Quây tao à? Nếu không muốn dính đến pháp luật, các anh đi đây. Ông bạn này, nhắn với con Nam, nợ con này tỷ ba thu xếp và giả đi. Gọi ra! Tất cả giải tán đi! Cậu quản nhân viên như thế đấy à? Hả? Cô ngẩng cái mặt lên nhìn tôi đây này. Lần trước thì ngoài cổng, hôm nay thì vào tận trong công trường. Đây là nhà riêng của cô đấy à? Tôi xin lỗi. Tôi không cần cô xin lỗi. Cô bị sa thải. Oh,